Khi mà cháu xem cái hoàn cảnh này thì cháu nhớ lại coi gọi là những cái ký ức khi mà cháu còn rất là nhỏ. Hồi nãy giờ cháu không ngưng được cái cảm xúc của mình. Thực ra mà nói thì khi mà cháu còn nhỏ, trong cái khoảng độ tuổi đi học từ cấp 2, thì cháu nhớ là cháu từng được may quần tây và áo sơ mi trắng để đến trường. Đến khi cháu được mặc chiếc áo dài đầu tiên vào năm lớp 9, thì bản thân thì gia đình của cháu, ba cháu, mẹ cháu rất là khó khăn. Nhưng mà ba cháu thì lúc nào cũng cố gắng đi khắp mọi nơi bươn chải để kiếm tiền, để có thể mỗi năm về cho cháu một cái bộ quần áo mới để đến trường. Và những cái kỷ niệm này nó khơi gợi lại cho cháu, thực ra mà nói thì giống như anh Tự Long nói, cháu đã có một cái tuổi thơ rất là hạnh phúc, bởi vì luôn sống trong tình yêu của ba và mẹ, mặc dù gia đình cháu không có khá giả gì. Những điều ba mẹ cháu dành cho cháu tất cả là sự yêu thương. Và đến khi mà cháu lớn, cháu có thi hoa hậu, thì khi mà cháu được hỏi một cái câu hỏi ứng xử, cháu có gì, thực ra mà nói thì ngày hôm đó cháu không có gì ngoài cái tình cảm mà cháu muốn dành cho mọi người. Bởi vì từ đó đến giờ, với những cái tình cảm mà ba mẹ cháu dành cho cháu, và cháu muốn dành cái tình cảm mà cháu có được để chia sẻ. Và một lần nữa thì cháu vẫn rất là mong rằng thế hệ trẻ của chúng cháu lúc nào cũng lớn lên trong sự yêu thương và biết ơn. Dạ, cháu xin hứa. Cảm ơn cháu rất nhiều, Khánh Vân. Thanh Duy xin mời. Dạ, con nhớ là mẹ con hồi xưa không phải là thợ may, nhưng mà là cái người may đồ chính ở trong gia đình luôn. Và có một cái kỷ niệm mà con nghĩ là cái này cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà con rất là thích. Đó là mỗi lần mà mẹ may cái áo sơ mi cho cả nhà, thì là cái phần cổ áo á chú, thì thường sẽ có một cái lớp vải lót ở phía trong, là cái vải keo á, cái keo cổ á, nó gọi là keo cổ á. Keo cổ, và con rất là thích hửi cái mùi đó. Với lại là cái mùi mà cái dầu mà để tra vô cái gọi dầu là dầu luyên. Dầu luyên đó anh nhỉ. Cái mùi nó rất là lạ mà con rất là thích cái mùi đó. Thì á, là ở nhà là mỗi lần mà mẹ may tới cái phần cái cổ áo là mẹ sẽ kêu là hai mẹ con, một bên là con đứng cầm một cái đầu là cái gấp lại, rồi con đứng một đầu cầm bên đây, mẹ đứng một đầu cầm bên kia, là một một tay mẹ cầm, một tay mẹ cầm, mẹ kéo, mẹ làm cái rét là đứt hết nguyên cái miếng vải. Và kỷ niệm ùa về lấy giúp bà lắm. Dạ, còn đối với con thì cái kỷ niệm này gắn liền với bà ngoại của con, là nhà cũng mở tiệm may thế này, thì con nhớ nguyên dàn cháu trong nhà là từ con dì hai đến con của cậu Út luôn, đứa nào cũng mặc mấy cái quần là giải dư hết. Có một ngày là gia đình đang coi Hoàng Châu Công Chúa, và cái khúc mà chị Tiểu Ấn Tử á, mà lúc mà quỳ trước vua cha rồi đó, phát minh ra cái đồ quỳ không đau á. Bà ngoại là thích đi chùa, cứ rầm là ngoại đi chùa, mỗi lần bà quỳ á cái chân mà nó bầm tím nó đau quá, cái bà ngoại con mới mua may một cái gọi là như cái khẩu trang á chú. Nhưng mà bên trong nó độn mấy cái vải mà giải dư nọ quấn vô đây, mỗi lần đi chùa là quỳ cỡ nào cũng không đau. Tự nhiên nhìn cái này con nhớ là bà ngoại con rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn cháu, cảm ơn Bảo Lâm. Dạ, thì cái máy may này ngày xưa mẹ con cũng có một cái, tại vì mẹ con là thợ may, thì ngày xưa con hay chui vô trong đây chơi nè. Cái chỗ dưới đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi xưa đứa nít nào cũng khoái chui vô đây á, chui vô cái nó như cái bập bênh vậy đó. Đúng rồi. Mình làm phạch 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 được. Cái hồi chui ra không được luôn tại vì vướng cái quần. Rồi với lại á, lúc nào em cũng nhớ là em ấn tượng nhất là cái này nè anh Duy. Là khi mà mình thấy người ta may á, người ta đẩy vô vậy là mình mượt, mình đúng không? Đúng rồi. Sợ người ta có bị dính vô có tay đấy, không? Có đấy, có người bị đấy, có bị kim nó đâm vào tay đấy. Và, và cộng chỉ may vô luôn cái tay đó luôn. Rồi, rồi có một cái đêm đó khuya rồi thì con chuẩn bị thi học kỳ 1 á, cái con mới thấy mẹ con cũng còn thấy mẹ con cũng còn ngồi may chứ không chịu đi ngủ. Ê, con mới hỏi ủa sao mẹ cứ ngồi may hoài mà không chịu đi ngủ, làm sao mà sáng hai mẹ con mình đi học được. Ê, con em mẹ mới nói để mẹ gán may hết cái mớ đồ này rồi mai con mình đi học đi đi thi thì nó mới cuộc sống sau này nó mới dễ dàng hơn con, chứ không phải là mình cứ làm hết 8 tiếng là mình nghĩ là đủ. Thì con thấy là nhiều khi mấy cái thứ đơn giản này nè,
thì nó mới thấy được cái giá trị của con người. Chứ không phải là mình khoác lên một cái bộ áo hay là những cái đồng hồ mắc tiền, khi mà mình cởi ra mấy cái thứ đó hết thì con người mình cũng đâu giá trị bằng cái đó đâu. Dạ. Cảm ơn con. Những cái kỷ niệm nó ùa về và nó gây ra một cái sự xúc động. Và khi mà chúng ta xúc động thì tôi chắc rằng chúng ta là những con người tử tế. Tôi đây này, từ nãy giờ tôi nhường lời, chứ tôi cũng nhìn từ đầu đến giờ tôi muốn khóc lắm. Có nhiều cái kỷ niệm nó ùa về với tôi lắm, cả tuổi thơ lẫn cả khi tôi đã trưởng thành rồi, với những cái tiệm may này. Anh Thanh Tùng, đối với tuổi của Tùng thì vào những cái dịp gần Tết, thường thường là ba mẹ mới nói với mình là vài bữa nữa ba sẽ dẫn con đi may áo mới hoặc là may bộ đồ mới. Lúc đó cái cảm xúc trong lòng mình rất là vui lắm, mình không biết nó sẽ là như thế nào. Rồi khi được đến tiệm may thì người ông chủ thợ may mới đo cái áo, xong tới đo cái quần, rồi biểu đi về, đi vài ba bữa nữa rồi có gì ba dẫn tới đây để nhận đồ. Thì lúc đó cảm xúc dữ lắm, tới chừng mà đi tới nhận đồ rồi thì đi về nhà cũng không được phép mặc, chứ được mặc thử thôi. Sáng mùng 1 tới mới được mặc được một bộ đồ mới. Những kỷ niệm đó không bao giờ Tùng quên được hết. Rồi trong cái hình ảnh ngày hôm nay, Tùng đang làm hình ảnh của cái cô chủ thợ may rất là nhiều. Qua cái câu chuyện này, Tùng muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người ở đây, chúng ta hãy giúp đỡ người khác khi còn có thể. Xin hết. Hồng Vân muốn nói điều gì không? Dạ không, những cái gì mọi người chia sẻ thì em cũng đã trải qua hết rồi. Tất cả những cái cảm xúc đó em cũng có hết. Thực ra ở cái lứa tuổi hồi của tụi em á, thì những người được đến tiệm may may đồ là những gia đình khá giả. Chứ còn như gia đình nhà em á, thì suốt tuổi thơ của em là em mặc lại đồ của mẹ. Đó, rồi đến khi mà gia đình gom góp để mua được một cái máy may thì là mẹ sẽ là người tự may, sau đó là em may. Sau này khi mà bắt đầu mình lớn lên rồi, lúc đó mình mới dám bước chân đến những cái tiệm may để mình may những bộ đồ theo ý của mình. Nhưng mà cái cảm giác của em là khi mà mình được bước chân vào một cái tiệm may để mình đo quần áo mình may á, thì cái bộ đồ mà mình được nhận lại đó, mình giữ gìn nó ghê gớm lắm. Anh biết không, tức là em là cái người mà được chứng kiến cái giao thời á, là ngày xưa thành phố, tức là mình đi ngoài đường á, thì mình thấy tiệm may nhiều lắm, xong dần dần mất dần và thay vào những cái tiệm mà bán quần áo may sẵn á. Thì thành ra là với những cái nét như thế này nè, nó đẹp lắm luôn. Và em rất ước mơ là nó sẽ trở lại cái điều đó. Đúng rồi. Nãy giờ nghe tất cả những cái ký ức của các anh chị cũng như là các bạn và các em á, chia sẻ thì gần như là nó giống như là những cái ký ức của em nó được trở về. Cuộc sống của gia đình ngay cái thời điểm trước á, thì cũng rất là khó khăn. Mẹ phải nuôi 4 người con, em lại là con út trong gia đình nữa. Ba mẹ tiết kiệm từng đồng từng cắt cho mình. Và những cái bộ quần áo em được mặc á, gần như là đến Tết mỗi người trong nhà chỉ được một bộ để mặc Tết mà thôi. Còn quanh năm á, thì là chỉ có những cái bộ để đến trường đi học. Rồi cho đến một ngày á, thì là mẹ mới cho chị đi học may. Thứ nhất là cho chị có một cái nghề. Tiếp theo đó là muốn để mình may đồ sẽ đỡ tốn kém hơn. Chị học may xong thì mẹ mới tiết kiệm để mua được một cái máy may. Rồi đến khi cái áo đầu tiên em được chị may cho em, cái điều hạnh phúc đó của em phải nói là tột độ luôn. Em đứng trước cửa và em mong rằng là tất cả mọi người đi qua đi lại hãy nhìn thấy em, hôm nay em mặc đồ mới. Em cảm thấy mình hãnh diện vô cùng, bởi vì mình đã có một chiếc áo mới và do chính tay chị của mình và mẹ tiết kiệm tiền để mua cái máy may. Cảm ơn em.